Adam Curry is one of the guys that invented podcasting. And he has a podcast called The Daily Source. Let me go ahead and subscribe to that. And we can go listen to his latest one. You know, just click on it. I've actually had to restart the show 3 times. My Mac has been acting up like a motherfucker. I don't know what's going on. I think it's something to do with the file system. Okay. Now, how do you... Từ những năm 1980 thì audio blogging, có nghĩa là viết blog bằng âm thanh, đã là một hoạt động chia sẻ thông tin được chú ý bởi các nhà sản xuất nội dung. Tuy nhiên, vì không có một nền tảng công nghệ khả dĩ để phát triển và mở rộng số lượng khán thính giả, ý tưởng này tiếp tục được nung nấu đằng sau ánh hào quang của các blogger viết. Song 20 năm sau, với sự xuất hiện của iPod kể từ năm 2001 và quá trình đại chúng hóa các dụng cụ âm thanh nghe nhìn di động, khả năng bắt sóng radio và khả năng chạy các file định dạng MP3 phổ thông trên rất nhiều công cụ di động khác nhau đã biến văn hóa tiêu thụ sản phẩm nghe trên từng cung đường trở thành một phần của văn hóa đại chúng. Và đặc biệt nhất, kể từ năm 2005, phong trào audio blogging phổ thông do các cá nhân và tổ chức nhỏ lẻ sản xuất chính thức có động lực phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự hỗ trợ của Apple cho các nền tảng podcast cá nhân trên iTunes. Steve Jobs tuyên bố, Apple sẽ biến podcasting trở thành một phần của sản phẩm đại chúng bằng cách xây dựng nền tảng để sử dụng và tiêu thụ podcast ngay trên iTunes. Ông nói thêm, podcasting là radio của thế hệ tương lai và người dùng Apple nay đã có thể tiếp cận đến hơn 3.000 chương trình podcast miễn phí trên hệ thống của họ. Dù ở thời điểm này thì công nghệ streaming vẫn chưa phát triển và các podcast chỉ được tải về iPod và hệ thống iTunes của từng cá nhân theo các file riêng lẻ và mất tương đối nhiều thời gian, thì khả năng phân phối những sản phẩm radio thời đại mới này đã bắt đầu tạo ra một bước ngoặt về tư duy và tư tưởng sản xuất nội dung đại chúng liên quan đến chỉ âm thanh mà thôi. Có nghiên cứu chỉ ra, podcast là sự kết hợp giữa một phần của pod trong iPod, ông hoàng thiết bị nghe nhìn ở thời điểm này, với cast trong broadcasting, tức phát sóng nội dung. Và cho đến ngày nay, hơn 700.000 chương trình podcast đã được tạo ra trên toàn thế giới, và cùng với đó là hơn 30 triệu tập nội dung được cung cấp gần như hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Một số podcast như là iHeartRadio và NPR có tới 22 triệu người nghe thường xuyên mỗi tháng. Trong khi đó, vào năm 2020, podcaster lừng danh Joe Rogan ký thỏa thuận podcasting độc quyền với Spotify trị giá 100 triệu Mỹ Kim và hợp đồng này có giá trị trong vòng 3 năm. Podcast từ một thị trường ngách biến thành một trong những sản phẩm phổ biến nhất, được ưa thích nhất và thậm chí là có thể nói là có khả năng thương mại cao nhất. Ở Việt Nam, làn sóng podcast thành công không hề thua kém thị trường quốc tế. Với các sản phẩm được yêu thích hiện nay như là Have a Sip, Cái Nền Radio, podcast của thầy Minh Niệm hay là Oddly Normal, podcast trở thành một phần mạnh mẽ, mainstream của thế giới đại chúng. Nhưng vì sao lại thế? Làm thế nào mà podcast chỉ với 2 thập niên lịch sử phát triển đã đủ lông đủ cánh để đối trọng với những kênh truyền thông giải trí hấp dẫn hơn và có nguồn đầu tư nhiều hơn như là phim ảnh của Netflix này, những video có hình ảnh và đầu tư của YouTube hay là khả năng tiêu thụ nội dung nhanh chóng, không giới hạn của TikTok và thậm chí là chúng ta có thể kể đến TV truyền thống. Để lý giải về sự mở rộng của một ngành hay là một lĩnh vực, người ta thường trước tiên là nhắc đến cầu, tức là khách hàng của những lĩnh vực đó. Song theo hội đồng cừu, điều này cũng thường khiến cho chúng ta quên đi lực lượng quan trọng nhất của sự sống còn của bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, đó là các nhà sản xuất nội dung. Chúng ta có thể thấy thị trường movie streaming là một thị trường ăn nên làm ra với những cái tên khổng lồ như là Netflix, như là Disney, Prime Plus, Paramount hay là Hulu. Và dù số lượng tên thì có thể kể đến hàng chục, số lượng thực tế các công ty có thể tự mình sản xuất nội dung phim, duy trì server khổng lồ và sau đó là cung cấp dịch vụ streaming độc quyền các sản phẩm của mình cho công cộng, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Rào cản gia nhập ngành là cao ngất ngưỡng cho bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào. Do đó, chúng ta có thể đi đến kết luận là tính dân chủ hóa của thị trường này gần như bằng không. Nhưng mà kế đó, chúng ta còn có thể kể đến các nền tảng khác như là YouTube hay là TikTok. Thì thông qua những nền tảng được cung cấp miễn phí và rất khác với các nhà sản xuất lớn với những bộ phim tiêu tốn hàng triệu đô la và hàng chục triệu đô la khác để duy trì hệ thống, thị trường sáng tạo nội dung cho YouTube hay là TikTok gần như được giải phóng một phần.
Có nghĩa là các cá thể mà họ sản xuất nội dung, họ có thể tập trung vào việc sáng tạo ra những cái sản phẩm ngắn, có tính giải trí cao, có khả năng duy trì độ hứng thú của khán giả liên tục qua nhiều ngày, nhiều tháng, với những cái chủ đề đa dạng hơn rất nhiều so với truyền hình hay là các nội dung của dịch vụ streaming như là Netflix. Tuy nhiên, dù rào cản tư bản có thấp đi chăng nữa, thì chúng ta lại tiếp tục đối mặt với vấn đề mà Hội đồng Cừu tạm dịch là trình độ học vấn kỹ thuật số, từ khái niệm Digital Literacy. Đối với YouTube, mặc dù các nhà sản xuất nội dung cá nhân đã được giảm bớt đi rất nhiều gánh nặng, thì họ vẫn phải tiếp tục có một hệ thống kiến thức và khả năng thực hành nhất định liên quan đến kỹ năng quay phim, kỹ năng edit video, dàn dựng âm thanh, ánh sáng và một số vấn đề kỹ thuật khác. Ngoài ra, cũng cần phải nhớ là các khoản đầu tư vào máy ảnh hay là phần mềm hiệu đính âm thanh về video, máy tính cá nhân cho đến hiện nay đều là những khoản đầu tư không hề nhỏ. Hiển nhiên là chúng ta cũng có nhiều ngoại lệ, bởi vì một số nhà sản xuất gần như sử dụng sự gần gũi và chân thật của các video của họ để giữ chân người xem. Song đối với YouTuber thế hệ mới, nếu thật sự muốn nổi bật và thu hút khán thính giả, thì một lượng kiến thức tự thân nhất định về mạng, về kỹ thuật số, hoặc ít nhất là một đội ngũ hùng hậu có những cái kỹ năng liên quan đến những kỹ năng này, gần như là một điều kiện tiên quyết để có thể sống sót trên mặt trận này. Tương tự như vậy, thì các sản phẩm TikTok đời đầu có thể đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại, một bài nhạc, một vài điệu nhảy là người sản xuất đã có cơ hội viral. Tuy nhiên, theo thời gian, để duy trì tầm ảnh hưởng của mình, thì các nhà sản xuất nội dung bắt đầu phải chuyên nghiệp hóa với lượng thời gian, công sức và kiến thức kỹ thuật số tăng dần theo từng sản phẩm. Và cho đến hiện nay, sự thật là xem xét lượng thời gian mà các TikToker bỏ vào để tìm đầu vào cho nội dung sản phẩm hay là edit video, thì rõ ràng những sản phẩm này vẫn đòi hỏi một trình độ kỹ thuật số không hề thấp. Và đây là thời điểm chúng ta nhắc đến podcast. Nội dung của podcast hẳn nhiên là cũng cần sự đầu tư, và thậm chí là sự đầu tư tương đương với bất kỳ video phóng sự điều tra giải thích nào trên nền tảng YouTube hay là TikTok. Tuy nhiên, trình độ học vấn kỹ thuật số, cái khái niệm Digital Literacy mà chúng ta nhắc đến ở trên ấy, và rào cản về nguồn tư bản cần có để sản xuất ra các tập podcast giảm đi gần như là bằng không. Bởi vì sao? Bởi vì microphone của các sản phẩm điện thoại di động thế hệ mới gần như là quá đủ cho các podcaster riêng lẻ. Và trong khi đó, chức năng thu âm của những cái phần mềm trò chuyện qua mạng hiện nay đang tốt và hiệu quả hơn bao giờ hết. Và đặc biệt nhất là những phần mềm này đều miễn phí. Mặt khác, với việc phần lớn các podcast thu hút khán giả nhiều nhất là hình thức trò chuyện, phỏng vấn, thì khả năng ứng biến, độ duyên dáng trong trò chuyện và tính chân thật của cuộc nói chuyện được khán giả quan tâm nhiều hơn rất nhiều so với việc là lượng thông tin đó được trình bày có hoàn chỉnh hay không, có được trích dẫn đầy đủ hay không, hay là có sự sáng tạo nào về hình ảnh, về cách thức truyền tải hay không. Điều này giúp cho tự thân nhà sản xuất nội dung và khách mời tỏa sáng mà không nhất thiết phải thông qua giai đoạn hậu kỳ edit nào. Hiển nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc là podcast nào cũng sẽ tiêu tốn ít năng lượng và kiến thức kỹ thuật số. Một tập podcast của Have a Ship có thể có tổng chi phí lớn hơn cả một năm sản xuất của Hội đồng Cừu. Song xét trung bình thì lượng thời gian và chi phí kỹ thuật để sản xuất ra một video YouTube trên toàn nền tảng nói chung có thể nói là vẫn phức tạp hơn rất nhiều so với việc sản xuất ra một podcast. Chính vì lý do này, một lượng lớn các nhà sản xuất nội dung trước đây vốn không đủ nguồn lực và kiến thức kỹ thuật số, hoặc là họ vốn không thể thu hút khán thính giả đại chúng vì nội dung mà chủ yếu họ sản xuất lại liên quan đến thông tin và tri thức thuần túy về lịch sử, về triết học, về kinh tế chính trị hay là những cái cuộc phỏng vấn hay trò chuyện. Thì nay họ tìm được một platform hiệu quả hơn rất nhiều, mà trong đó họ có thể sử dụng sự cuốn hút cá nhân của mình mà không cần phải dựa quá nhiều vào những cái vấn đề khác như là tài chính hay là hình ảnh hay là âm thanh. Toàn bộ quá trình mà chúng ta kể ra ở trên, quá trình sản xuất nội dung mạng ngày càng trở nên dễ dàng hơn và phổ biến hơn, có rất nhiều tên gọi. Có nghiên cứu gọi nó là Media Democratization, chúng ta có thể tạm dịch là dân chủ hóa truyền thông. Ý chỉ là việc các công cụ truyền thông đại chúng, mạng xã hội truyền thông và các sản phẩm truyền thông đang trở nên quá đa dạng, và từ đó nó trao quyền nhiều hơn cho các cá nhân mà vốn trước đó họ chắc chắn không thể tìm ra được một kênh để mà truyền tải thông điệp, hình ảnh hay là sản phẩm của mình đến với đại chúng. Điều này là bởi vì ngày xưa, sự độc quyền cả về tài chính lẫn pháp luật của những cái kênh truyền thông chính thức như là các nhà đài truyền hình hay là những kênh truyền thanh quốc gia chắc chắn không cho phép sự phổ biến nội dung đến từ mọi content creator. Có nghiên cứu cũng gọi đây là
hiện tượng democratization of data hay là knowledge, thì thuật ngữ này có ý nghĩa khá tương tự với cụm media democratization, nhưng mà nó tập trung vào thông tin và kiến thức nhiều hơn. Bởi vì ngày xưa, bạn có thể sử dụng những cái kênh truyền hình chính thống đã được kiểm duyệt và dò xét, đã được đánh giá bởi các cấp thẩm quyền hay là cơ quan truyền thông chủ quản để mà bạn dùng nó để thu thập kiến thức. Chúng ta có thể kể đến những kênh quốc tế như là Discovery hay là National Geography như là những ví dụ điển hình. Nhưng mà ngày nay, những sản phẩm cũng nói về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị dần phát triển một cách tự do hơn và dưới các hình thức ít chính thống hơn. Điều này đồng nghĩa với việc là chúng cũng ít chịu sự kiểm soát của nhà đài, của biên kịch hay là của chỉ đạo sản xuất. Hiển nhiên, sự tự do hóa này không phải lúc nào cũng đi kèm với tin tốt, nhưng có lẽ chúng ta sẽ bàn ở một dịp khác. Filler ở đây không phải là filler mà chị em hay dùng. Filler ở đây chúng ta đang nói về content mà chúng ta có thể tạm dịch là nội dung đệm, một vấn đề có lịch sử hàng thập niên cho những nhà sản xuất nội dung trên Internet. Đối với blog và website, sản xuất nội dung đệm là vô cùng khó khăn. Điều này là bởi vì các sản phẩm đọc thường xuyên yêu cầu người viết phải duy trì được độ hứng thú của khán giả trong một thời gian dài mà không có bất kỳ công cụ phụ trợ nào ngoài chữ viết, một thứ vốn đã tự thân nó tạo ra ác cảm cho một lượng lớn đại chúng vốn không thích đọc quá nhiều. Thêm vào đó, các sản phẩm viết dài và chất lượng thường mới đủ sức thu hút sự chú ý và giữ chân độc giả lại trang cho những cái mục tiêu thương mại khác nhau như là tạo kết nối với người đọc hay là quảng cáo. Điều này cũng khá dễ hiểu, bởi vì nếu mà bạn bấm vào một bài báo có tiêu đề rất hấp dẫn nhưng chỉ có vỏn vẹn 5 dòng đưa tin thì khán giả, độc giả sẽ không còn tin tưởng trang, quay ngược trở lại khiến cho người viết phải nghĩ ra một tiêu đề ấn tượng hơn nữa, clickbait hơn nữa so với ban đầu cho những bài viết sau đó, và nó dẫn đến một vòng xoáy cục rất nguy hiểm của sáng tạo nội dung. Song cho dù người viết sẵn lòng sản xuất ra những bài viết dài và rất là chất lượng thì điều này cũng dẫn đến một vấn đề sống còn khác là việc đọc trọn vẹn một bài viết yêu cầu sự tập trung, sự kiên nhẫn và thời gian của người dùng, một thứ gần như là bất khả trong môi trường Internet hiện nay. Hiểu được điều này giúp chúng ta hình dung được câu hỏi khó cho các nhà sản xuất truyền thông mạng. Làm sao các nhà sản xuất nội dung có thể điều hòa giữa việc sản xuất ra những nội dung không quá xuất sắc, không quá đúng mục tiêu và tôn chỉ của một trang tin và cũng không quá tốn công sức mà nãy giờ chúng ta gọi đó là filler content hay là nội dung đệm. Nhưng đồng thời với đó thì các nhà sản xuất nội dung vẫn mong muốn là duy trì được sự tỉnh táo và độ nhận diện của người tiêu thụ nội dung đối với các sản phẩm thương mại mà trang tin đó có thể cung cấp cho người dùng. Và điều này dẫn chúng ta đến video. Khác với các bài viết, video nhận được sự hỗ trợ của âm thanh, hình ảnh, những ký hiệu hài hước hay là những hiệu ứng khác. Truyền tải thông tin bằng video sẽ đáp phần nào cho sự tỉnh táo và độ tương tác và độ nhận diện của người xem đối với sản phẩm và thương hiệu của trang tin. Nếu làm tốt về vấn đề hình ảnh, lồng ghép kiến thức vào nội dung giải trí, hiệu ứng và khả năng giữ chân của video đối với người xem là hoàn toàn vượt trội so với việc đọc. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến nhiều hệ lụy khác, đó là quyền tự chủ của người tiếp nhận thông tin. Đối với việc đọc, thì người đọc lưu giữ thẩm quyền của mình trong việc quyết định là tốc độ đọc và khả năng lưu trữ thông tin, mà nói thẳng ra là khái niệm copy-paste. Nhưng mà đồng thời với đó, chúng ta cũng còn rất nhiều những cái nhu cầu chính đáng như là việc trích dẫn lại, việc xem xét lại và sử dụng thông tin được ghi nhận trong những cái sản phẩm này cho các thảo luận sau này nếu có. Vậy thì với video, dù các nhà sản xuất nội dung giải quyết được câu hỏi về câu chuyện là thú vị hay không hay là cuốn hút hay không, thì một phần của quyền tự chủ của người tiêu thụ thông tin lại bị mất đi. Không chỉ vậy, cách truyền tải của video đôi khi yêu cầu sự tập trung và sự chú ý của người tiêu thụ cao hơn cả việc đọc. Và chúng ta đi đến trùm cuối, ông hoàng của filler content, của nội dung đệm, đó chính là podcast. Sự thành công của việc trở thành nội dung đệm hoàn hảo của podcast đến từ hai yếu tố. Yếu tố trước tiên là nội tại của bản chất các podcast hiện nay. Như chúng ta đã nói, thì những podcast thành công nhất, có tiếng tăm nhất thường là về interview, thường là phỏng vấn, thường là những cuộc trò chuyện. Vậy thì mặc dù mục tiêu truyền đạt thông tin là có, tính quy chuẩn và nhu cầu truyền đạt thông tin một cách chuẩn xác của những podcast này là không cao. Thêm vào đó, nhiều mô hình phỏng vấn thường bàn về đời sống, thường bàn về sự nghiệp, tự sự của bản thân một người hay thậm chí là những bài học về xếp hép, về chữa lành. Những chủ đề mà cho phép người tiêu thụ thông tin không quá tập trung vào nội dung và tri thức truyền tải, mà những yếu tố quan trọng hơn có thể kể đến là độ dí dỏm, tính ngẫu hứng, sự chân thành và mức độ tương tác, mức độ hợp cạ của những người nói.
Trong một số nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng podcast giải quyết được mâu thuẫn của việc sản xuất nội dung đệm của các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì chúng được sản xuất ít dựa trên việc truyền tải một lượng dữ liệu thực dụng cho người dùng, mà là nuôi dưỡng kết nối cảm xúc và sự thỏa mãn về tinh thần giữa người nghe và người dẫn chương trình. Có thể nói, đây là một công thức filler content hoàn hảo mà gần như không hình thức truyền thông nào đạt được trước đó. Khi mà lằn ranh giữa nội dung thực chất hay khái niệm substantive content và nội dung đệm filler content hoàn toàn được xóa mờ thông qua podcast. Yếu tố thứ hai để chúng ta có thể phân tích sự thành công của podcast là đến từ bên ngoài, đó chính là sự tự do ngoại vi của người tiêu thụ thông tin. Điều này thì thật ra trước đó đã có rất nhiều người nhận ra và nhắc tới. Podcast và mô hình truyền tải thông tin của podcast cho phép người dùng duy trì sự tự chủ của mình trên không gian mạng. Không chỉ đơn giản là nghe và tiêu thụ podcast khi mà người dùng đang chạy xe, đang nấu ăn, đang làm vườn hay thậm chí là đang đi tắm. Người dùng thậm chí có thể nghe podcast khi mà họ đang làm việc hoặc là khi mà họ đang tiêu thụ một sản phẩm online có tính thương mại khác như là lướt Shopee hay là lướt Tiki. Podcast nhìn chung sẽ tiếp tục là một bước tiến hóa thú vị của làn sóng văn hóa xã hội đa quốc gia của loài người trên thế giới. Và trong tương lai, chắc chắn bản thân podcast cũng sẽ tiếp tục thay đổi. Song nó sẽ thay đổi như thế nào thì không ai biết được. Liệu hệ thống trí thông minh nhân tạo của AI và các phần mềm tái tạo giọng nói con người có thể tạo ra các sản phẩm podcast tương tự như cách mà một số phần mềm AI đã tạo ra những bài báo? Hay là liệu podcast có mất đi sự hấp dẫn của mình và nhường lối cho các mô hình phương thức truyền thông khác? Dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ chúng ta cũng là những người may mắn được trải nghiệm qua giai đoạn vàng son của một hệ thống truyền thông mạng xã hội mà trong đó giọng nói và sự tương tác của con người với nhau được chú trọng. Như nhà giáo dục Gardner Campbell từng nói, có phép màu trong giọng nói của con người, phép màu của nhận thức được chia sẻ. Và ý thức luôn có sức thuyết phục nhất và gần gũi nhất khi nó được chia sẻ một cách tự nhiên qua giọng nói. ¶¶